gia nhập thị trường vào năm 2021. Kia Soulnet là mẫu xe SUV hoàn toàn mới được người dùng yêu thích nhờ thiết kế cơ bắp, hiện đại. Chiếc xe đến từ Hàn Quốc này hiện nay đang gặp tình trạng thiếu hàng, nên số lượng xe đến tay khách hàng vẫn còn hạn chế. Thay vì chờ đợi mua xe mới, người dùng có thể mua Kia Soulnet siêu lướt như chiếc này với mức giá hấp dẫn hơn. Dạo quanh một vòng thị trường xe cũ, không khó để người dùng có thể lựa chọn rất nhiều mẫu xe giá rẻ, đáp ứng nhu cầu của gia đình. Theo tìm hiểu. Kia Soul Net Premium là phiên bản cao cấp nhất đang được chủ nhân giao bán. Cụ thể, chiếc Kia Soul Net Premium có lăn bánh 18.000 km đang được giao bán nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng người dùng. Theo đó, mức giá mà salon xe cũ mong muốn nhận được là 500 triệu tức rẻ hơn xe mới có giá niêm yết chỉ 574 triệu. Thời điểm mua mới, khách hàng phải bỏ ra 630 triệu để lăn bánh Kia Soul Net Premium. Theo đó, sau 2 năm, mức khấu hao của Kia Soul Net là 130 triệu tương đối phù hợp với một mẫu xe SUV cỡ nhỏ giá rẻ ở thị trường Việt Nam. Là phiên bản tầm trung, Kia Soul Net sở hữu những trang bị khá hiện đại với giải đèn pha LED, bộ mâm 17 in, lưới tản nhiệt mũi hồ quen thuộc. Ở phía sau, Kia Soul Net cũng có đèn hậu LED, hệ thống cảm biến camera lùi hỗ trợ đỗ xe. Vào trong khoang lái, Soul Net Luxury vẫn có rất nhiều trang bị hấp dẫn như ghế da đen kèm chỉ khâu đỏ, màn hình giải trí cỡ lớn 12.3 in ở trung tâm tablo vô lăng đê các thể thao. Trái tim của Kia Soul Net là động cơ xăng Smart Stream, dung tích 1.5 lít sản sinh công suất 113 mã lực và mô men xoắn 144 Nm. Chuyển sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động vô cấp CVT với các chế độ lái. Tại Việt Nam, Kia Soul Net hiện đang cạnh tranh trực tiếp với Toyota Raize.